binh sĩ NATO làm thế nào để sống sót trong giá lạnh? Nếu bị mắc kẹt trong môi trường hoang dã vào mùa đông, làm thế nào để binh sĩ NATO có thể sống sót? Những nơi có khí hậu với nền nhiệt âm được coi là môi trường tác chiến, cũ mà mới. Cũ là bởi nó không còn xa lạ trong lịch sử chiến tranh nhân loại, còn mới là bởi nhiều thập kỷ gần đây không xuất hiện những cuộc xung đột hay trận đánh lớn nào tại các khu vực như vậy. Dưới đây là một khóa huấn luyện hàng năm ở Estonia khi quân đội Anh nằm trong thành phần của nhóm tác chiến NATO cùng với quân đội các nước đồng minh. Theo đó, những người lính sẽ trải qua 2 đêm trong rừng để học cách dựng trại, đốt lửa và tìm thức ăn, nước uống, qua đó bảo đảm họ sẵn sàng tác chiến trong điều kiện lạnh giá. Trung sĩ Sars của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh, huấn luyện viên trưởng của khóa học, sẽ đưa ra một số mẹo hữu ích trong điều kiện thực tế. Ở Estonia, vào mùa đông, ưu tiên ban đầu là sưởi ấm và trú ẩn, tiếp theo là nước và sau đó là thức ăn. Vì vậy, người chỉ huy cần phải tính toán nơi trú ẩn đủ cho cả đơn vị. Vật liệu cần có là các khúc gỗ để làm khung và sau đó là nhiều củi khô để giữ nhiệt. Để nhóm lửa, các binh sĩ cần một ít bùi nhùi hoặc cành củi khô nhỏ dễ bắt lửa. Ở đây, vỏ cây bạch dương vẫn có thể phát huy tác dụng hiệu quả ngay cả khi bị ướt. Trước hết, họ sẽ sử dụng những que nhỏ rồi mới thêm các khúc gỗ lớn hơn. Một thuận lợi là nước rất dễ kiếm. Binh sĩ NATO có thể làm tan tuyết hay tìm một số nguồn nước, sau đó đun sôi để tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật, ký sinh trùng trong nước nếu có. Với nhu cầu thức ăn, nếu cạn đồ dự trữ, người lính phải biết cách săn bắt. Trước tiên, họ cần phải có trong tay một số loại bẫy để săn bắt động vật nhỏ. Khi bắt được rồi, họ lại cần phải có kiến thức để chế biến sao cho an toàn, vệ sinh. Về cơ bản, khóa huấn luyện sẽ trang bị cho binh sĩ nhiều kiến thức, nhất là khả năng nhận biết loài thực vật nào thực sự có thể ăn được ngoài tự nhiên, hay khuyến nghị một vài vật dụng sinh tồn cần mang theo khi hoạt động trong môi trường này như đá lửa, cưa gấp nhỏ và dao gấp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.